Thưa quý vị, nhân dịp Tết Dương lịch 2023, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm gia đình và thắp hương tưởng niệm cố trưởng ban thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn và cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Thành kính tưởng nhớ cụ Bùi Bằng Đoàn, một tấm gương tiêu biểu của một nhân sĩ yêu nước, hết lòng phụng sự Tổ quốc nhân dân với tinh thần làm việc tận tụy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ biết ơn đối với những đóng góp to lớn của cụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trò chuyện với gia đình cụ Bùi Bằng Đoàn, Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn vừa qua. Trong đó, các quyết sách đúng đắn của Quốc hội, Chính phủ đã góp phần đưa quy mô GDP của Việt Nam lần đầu tiên đạt 109 tỷ đô la Mỹ. Thắp hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định đồng chí là nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa 8, đồng chí đã có những đóng góp rất to lớn trong việc xây dựng bản hiến pháp 1992, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong đổi mới tư duy pháp lý, đặt nền tảng pháp luật cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Nhân dịp này, gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo đã tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cuốn Nhật ký Quảng Trị 1972 và cuốn Chiến dịch Trị Thiên 1972, một tư liệu lịch sử cung cấp một góc nhìn về cuộc kháng chiến chống Mỹ mà cố Chủ tịch Quốc hội là nhân vật quan trọng của sự kiện lịch sử này.